sao dây khó quá thầy. Đàn này mỗi lần mình vô đánh một bài mình phải sao sao dây nữa. Thank you.
Phải vô đàn không? Mở cái nắp muốn biết nó trời. Khó nói lắm. Đấy là có duyên là được gặp thầy nha. Tất cả tụi em có duyên lắm. Mà bố đi có cây đàn này cũng là dạ, duyên ra. Dạ, thưa thầy. Bây giờ dạ, thầy biết cái gì cũng được. Dạ. Cơ bản là chữ thầy đẹp quá nên cứ kêu thầy chỉ hoài. Rồi, thích nhất là Tết đầu năm là đi xin chữ, xin chữ nghĩa. Cô có chỉ thiên rồi đâu à, chữ thiên em có trầu đầu hết dài đó, đó là cái cô đó cũng dành chưa chữ nghĩa ra mà trái tay đây mơ không hiểu, dạ không hiểu là mới chữ thiên đó, là viết chữ thiên là ông trời, dạ mà chữ thiên đó cái chữ nhân, dạ em mà không có cái chữ hán đó không thầy, hả chữ hán là cái chữ hán, dạ hán từ mà cái chữ đó chữ thiên là cái nó kéo lại là nó kéo lại là nó dứt chữ thiên là nó dứt vậy. Có chữ thêm đầu đầu là có chậm thì anh kia cô kia mới nói anh nói thêm đầu chữ thêm em có trầu đầu là có chậm hết dài chữ này là chữ thấp là chậm chết cô mày gió chậm à mày vô phải không đây nè chữ thêm em đầu đầu nó đang nhanh chưa chữ kia mình chiến đấu bốn câu này cũng còn lại thầy đọc lại bốn câu với thầy để cái con thuộc lòng chữ là đọc đó đó chữ này nó chưa buông mà yếu chuyện nhỏ ai không có đọc chuyện nhau thì nó cũng biết anh nó nói cái gì mà cô nói dở dở cũng có trả lời được nói gặp cô tôi muốn làm quen nhưng mà sợ cô có chuyện riêng trầu đầu có chồng rồi. Ông ơi, anh nói thêm rầu. Chữ thiên em có trầu đầu mặt vết dài. Vết dài cũng
chỉ có chập đồ em như là chồng chết anh nói em đầu à. Em đầu đầu đúng rồi, tại vì chồng chết là à. Bây giờ là quá bùa à, quá bùa à. Chị Thiên em có tội đầu và phết dài, mà phết dài là có cái dấu phết này là phết dài, đây hát này quay, đây phết, phết ra. Trời ơi, không biết, nhưng mà cái chữ này là chữ thác không? Ờ, à, chữ này chữ thác. Có cái phẩy này là thác. Có phẩy là thác. Thác là chết. Thác là chết. Thác gì hát cả thác, thác cả thác. Thác nha, phải thác lát nha. Thác tê là khác. Thác này khác. Đó, thác tê là nguyên mông á, xuống thác. Đó. Thác. Rồi có thêm 4 câu mới nữa. Dạ rồi, ủa cái này mình có cái bao không ta? Dạ có. Có thôi chắc con đến thăm thầy nha. Dạ xong rồi. Dạ con chúc thầy sức khỏe. Tết vừa nói thì chúc Tết. Dạ dân cầu để chúc Tết luôn. Dạ em. Dạ thành công trong mọi việc. Dạ dạ con cảm ơn thầy. Và con chúc thầy là sức khỏe nói chung. Dạ không mẹ không dài sức dài dài sức. Dạ tiếp tục thầy ha. Dạ, con thì cứ năm lúc nào con có dịp đi Đồng Tháp thì con ghé thăm thầy. Dạ, dạ. Thấy thầy cứ khỏe thì vui xuống. Nghe lâu lâu thầy cho chữ thêm vài câu về chữ là con thấy là với lại nhìn thầy có thêm động lực. Mấy bạn này mấy bạn trẻ nên là dắt cho mấy bạn nhìn thầy để thấy đó 102 tuổi mà vẫn sang sảng, vẫn sảng khoái. Còn các bạn kia buồn phiền hầu sầu không sầu não ngáo bệnh của bạn bị tiêu chảy rồi bị rối loạn tiêu hóa. Trời ơi, thanh niên gì đâu muốn thiêu thịt thúi không à. Đây thì thấy chưa, ở đó như thanh niên đây bởi vì tôi nhìn phải, như là thiếu niên tôi phải làm bài thơ người dạ. Cao tuổi và người già. Dạ giờ em buổi liền không nghe bài thơ dạ chưa con phải nói với thầy. Người cao tuổi và người già, người cao tuổi có chương trình, có nhiều dự tính cho mình tương lai. Dạ. Người già chẳng nghĩ tương lai, thấy không? À, lanh quanh lẩn quẩn tiếc ngày đã qua, thấy không? Dạ. Người cao tuổi khác người già, cái người cao tuổi nghĩ là ngày mai. Dạ. Người già chẳng nghĩ tương lai, chương trình chẳng có gì ngoài ngày hôm qua. Người già đau ốm mỏi mòn, buồn cho ngày tháng chẳng còn bao nhiêu. Chữ già là cái chi chi, dẹp đi ý nghĩ, bỏ đi cái chữ già. Chữ già là cái chi chi. À, dù tôi cao tuổi thật mà, nhưng tôi không muốn chữ già bám sao. Đó, bởi vì cho nên một con mũi là quá độc luôn, giống hạ luôn. Bởi vì cho tôi nói nghe không? Dạ. Cao tuổi, lớn tuổi là già nó nhăn. Dạ. Mà tâm hồn nó nhăn là già. À, mà tâm hồn chưa nhăn. Dạ. Cái nhăn chỉ là nhăn ngoài da. Sợ nhất là nhăn trong lòng. Nhăn trong tim. Cái ngày tháng trong trôi qua đó, nó nhăn da mặt mình, nhăn da mình. Nhưng mà cái trái tim mà nó nhăn đó, dạ. Thì đó là mình già. Dạ. Chắc chắn là chết vì mình tim rồi. Bởi vì mình sống rồi mình buồn quá. Dạ. Sống không. Thầy cho con lại 4 câu cuối thầy. Dạ. Chữ già là cái chi chi. À, bỏ đi ý nghĩ, dẹp chi chữ già. Bỏ đi ý nghĩ, dẹp đi tuổi già. À, theo tôi dù lớn tuổi. Thật mà. À, nhưng tôi không muốn chữ già bám sao. Bám sao ông già? Bám sao không muốn cho nó bám nữa, không kêu ông già. Chữ già là cái chi chi. Dẹp đi ý nghĩ. Dạ. Dẹp đi ý nghĩ. Dẹp đi ý nghĩ. Bỏ đi chữ già. Dẹp đi ý nghĩ, bỏ đi chữ già. Dù tôi đây, tôi cao thiệt tuổi thật mà. Cao tuổi thật mà. Nhưng tôi không muốn chữ già bám sao. Tôi đây cao tuổi thật mà. Nhưng tôi không muốn chữ già bám sao. Cha chữ già đi trước đi nha. Bởi vì khi mình nghe người ta nói cái gì mình nói. Câu nguyên bài thơ hay quá thầy. Sao thầy nhớ được?
nhiều chuyện. Bây giờ mà bố điền ở đây cho tới 10 giờ tối nay cũng vẫn còn có chuyện ở ngoài hả? Dạ, thì cái chứ mình á, ở đời á, mình hứa ra ra cái gì, thấy không? Dạ. Rồi mình hứa rồi mình không làm được. Dạ. Mình phải có câu cắt nghĩa cho nó nghe nó xuống. Dạ. Chánh trị này vậy. Dạ. Thấy không? Phải nói cho nó nghe chứ. Dạ. Rồi mình nói dốc á, cũng có cắt. Hồi tôi không Mỹ tôi về. Máy bay mà nó nhảy vụn ra rồi đó, nó đợi cũng xuống đất cũng như dược dược bởi vì đạn nó bắn trong một cây đồng một cái cả ngàn viên đạn mà dạ. Mà cứ lũng đạn nó bắn chết rồi nó hỏi còn Liên Xô nhảy ra cứ nó xin vô nhảy ra dù không có vô cỡ vô lửa cái vụ khác nhảy rồi trời ơi hay quá nó kẹt liền nha tất nhiên nó còn suy nghĩ để ra rồi mình sẽ kéo vô người lửa. Để vô mà dù lắm bung, không có dư lắm bung. Đó còn không, rồi qua cái giai đoạn thứ gì nữa, là nhảy không có dù. Dạ. Nhảy khơ. Nó hỏi dù xuống đó, chạy, nó nát dù chạy. Rồi nó còn nhớ có thằng đó, nó cũng là ba cái đu, cái cài lâm. Rồi nó vô, quân sự, nó làm quân sự, mà nó vô cái đồ nhảy dù. Dạ. Mà đàn ta quân luyện không có để ý nó cài lắm dặn á để tao đạp thì ra máy bay rồi đến một hai ba tới ba rồi thì giật vô nó ra máy bay rồi nó cái mà một rồi đó cái mà hai cái được tới hai rồi nó rớt chú cái dụng rau muốn trầu lên cái mà ba giả như luôn cài lắm tới ba chạm đất chưa bung dù đó tại cái đời của tôi nó trẻ rồi chạy tại ta hỏi chưa biết quyết sống dài là sao không có buồn dạ không có buồn ối giận ai đó dạ cha nào nói vượt đấy cho mình cũng giận đừng có giận cũng như ông dương ngoại đó ông đau nặng dạ ông kêu ai cái đàn mắc nợ của ông lợi ông nói tao đau kỳ này tao chết rồi dạ. Mà tụi bay kiếm nợ tao không có trả được ngủ nữa họ nói câu rồi tao nghe trong quay lỗ tai rồi tao xé gì nợ cho tụi bay dạ. Cha nông dân dân nói con trả cho ông cũng được thì kiếp này qua kiếp sau đầu thai đây làm thân trong lửa trả ông ngày thì nói trong mắt bụng quá cái gì nợ qua một cha dân sĩ cha dân sĩ nó móc ra nói ra kiếp này trả không được qua kiếp sau tôi làm ông nội ông mày nói cửa cha sao rồi sao tôi thế gì nợ tụi bay nó nói ông đừng có nắm tôi làm ông nội ông tôi phải đẻ phía ông tôi đẻ phía ông tôi phải nuôi phía ông nuôi lớn rồi tôi cho đi ăn học rồi tôi cứ vợ phía ông đẻ ông rồi tôi ẩm tôi nuôi nó cũng cẩn thận thầy có trả nhiều hơn kia bởi vì tôi nên đã nói cái gì mình quan giác cái đời để cho nó nói ấy cần cái gì thầy mà hay quá chị. Em thấy là thầy không có tức là đợt trước nói chuyện khác đợt này vô nói chuyện khác nha không có trùng lắm nha chứ có nhiều người là nhưng mà nói cái tuổi lớn lắm đó là chắc chắn kể như này cứ có chuyện kể hoài còn em không có chuyện mới đợt trước là thầy kể chuyện khác hồi xưa là chuyện tình nữa có nhiều chuyện tình có khi á trong đời có nhiều khi á cái thời điểm nào mình phải nói câu nào có nhiều khi hôm qua cái câu nói của mình cho là trúng mà hôm nay là sai mà hôm qua sai bữa nay là đúng thành cái câu nói của mình nói phải thời điểm nào cho nó thích hợp cái thời điểm là phải nói câu nói đó hay là không nói câu đó để cái thời điểm đó có nhiều khi không nói nó thành công hơn là nói cũng như ông vua ông thích làm thơ ông làm thơ thì ông mới nói mấy quan kiếm thi sĩ nào giỏi thì phải vì thơ của ông quan về nước mà ông thi sĩ rồi ông coi mấy bài thơ cái ông nói dạ thơ của mẹ trạch niệm được mà không có trứng không có gì hết trơn ông luôn dặn ông kèm đi dặn kèm cũng đi khám dặn vài bữa sau ông làm thơ cho anh biểu kèm dặn họ lên cái mở trói hàng đến cái giác mở trói ông nói chậm mới sáng tác mà bài thơ nhà ngươi coi thử coi ra đấy ra coi xong rồi ra để xuống ra mắt hai người xem dấu
chỉa ra thế vậy. Cái ông vua mới cười vua à, bởi vì nói thì cũng còn đâu nói thì em cũng như thế làm chi, bởi cho nên làm đấy nó cũng thành công theo nó còn can nói hay quá à, mình mới dạy người ta phải dạy cái lúc nào ví dụ như họ nói một câu chặt mình nói anh nói câu chặt cũng như đã nói anh đời mà không có luôn ngủ nhất không có trang trí đó trời cũng như là đêm không có trăng không có sao sân không có nước giường không có bông garden no flowers mà khi nó nói garden no grass cái nó nói no flowers mà nó nói no flowers thì mình muốn sửa nó cả anh muốn nói no grass chứ không nói là anh nói chặt thì mới chặt thế là nữ là khi nào mình muốn nói cái gì đó mình nói giải khôn người ta mà không đúng chặt cũng như ông vua không có chặt đâu luôn luôn được lắm nó để rồi con ngựa đau rồi chết chết trong việc chặt đầu nó chịu đỡ đó quan trong triều đình ai dám can can để ông chặt đầu mình sao có ông quan thì ông mới nghĩ và thưa bệ hạ bây giờ nó ngôi ngựa của bệ hạ mà nó để cho mình chết thì chặt đầu nó là phải nhưng mà trước khi nó chết bệ hạ cho con chắc để cho nó nghe là nó chết nó không quá nổi cái mà đem ra trước mặt ông vua nhà ngươi giữa giữ con ngựa quý của bệ hạ rồi để cho chết vậy thì chặt đầu nhà ngươi đó phải không thành đó nó phải tôi đúng cái đầu đó chặt đầu nó phải nó nói mà chặt một cái đầu chưa đủ một ngàn cái đầu cũng chưa đủ nữa ông vua nói chặt gì dữ vậy đó ông vua đó nó nói bởi vì á sau khi nhà ngươi chết rồi đó thần dân sẽ quan vua vì một con ngựa mà chết giết như chết cũng mặt người theo vua không hết rồi tại sao nó cũng cái thời mình sửa cả dễ vui á dạ cảm ơn thầy rồi thôi bây giờ các bạn nhà tạm biệt cô trâm ơi nha đó là đúng mỗi lần ghé thăm thầy cô trâm thủ ghi lại những hình ảnh này bởi vì nó quý lắm thiệt sự luôn quý lắm thầy có thể nói là mẫu vật thời gian á phải bình thường thôi nha vài tháng nữa là sinh nhật lắm hồi vài tháng á chị tháng mấy tháng tám là nói vài tháng nữa là gần mười chín tháng tám là sinh nhật tám là 103 thôi tất cả mọi thứ là duyên không phải là muốn là có đâu nha đúng là tám này cái duyên nhưng mà hãy có duyên thì lo tranh thủ chứ không tranh thủ là mất duyên trở thành vô duyên này cái vui lâu cũng chém gió một chút cũng được và tôi theo với cái Facebook với cái chuyện đó của điện đó tôi quan tâm đó dạ có thầy ở đó nó chạy ông này đâu cái đầu óc lên cái tưởng tượng của ông mà sao lại chơi mũi né rồi cũng coi rồi là tôi nghĩa là tôi có nói thổi dạ nghĩa là tôi coi cái chuyện làm tôi đánh giá tôi nói trời tôi cũng làm những cái chuyện mà trời thành nó rõ hiểu có một ông đó bên Mỹ nhờ cái tiếp của Bộ Điện đưa ông lên á ông mới biết ông chạy xuống đây ông thăm cách đây ông nói đó ông nói nhờ coi cái clip của Solomon đó ông Nguyễn Quang Minh ở người Tây Ninh ông ở Rồi Gia dạ. Rồi ông mới phát hiện ra được ông lập đặt chạy xuống đây ông có nhiều người lắm đó chị rất là có nhiều người là coi mấy clip đó mà tại vì họ không về được rồi họ ông xuống không? Đây ông mua cái đồng kiềm tội nghiệp đó tội nghiệp bữa đi ăn chung ở cái nhà hàng nó đang tôi ăn ổng cũng vô đó ông ăn cái chuyện mà tôi ra về đó ổng ra đứng mà nắng ông đợi tôi xe tôi chạy rồi hỏi sao biết đó nhờ tôi đang chung cảm động thôi mà dạ đúng như mình cũng có nghĩ á chị nhưng mà đâu là không có nghĩ đâu thầy không mình không có tính toán gì trơn á ai làm mà trí thức người ta theo dõi nhiều lắm thằng cha nó làm gì không có nó đúng bởi vì cái lối bây giờ cũng nó làm tùm lum là ra đó nhưng mà lấy làm lạ giả có một tay em mà giả nhạt giả đờn được tôi khen đó dạ có đúng một tay món một món đúng luôn mà làm sao mà một tay mà nhặt cãi mà hai chú cái đó hay đó
cái đó nghĩa là giá tranh đấu như cái số mạng của nhau, cái số mạng vậy mà giá không bằng đồng được qua phải làm được cái đó là tới nhà anh thấy công việc cũng gì khổ lắm, anh khổ lắm, khổ là khổ. Xong rồi tới mình ấy rồi xong mình cũng cho thì mà xong mình tại vì đó con nghĩ mình làm vậy đó, xong mình giới thiệu nhiều khi mình thấy có nhiều người họ khổ, họ có mệt, có tài năng mà không khổ, thì nhiều khi có người này người kia biết. Hôm trước mà có con bé mà cụt hai tay hai chân, hồi trước đây rất nhiều người làm mà không biết sao nó vẫn chưa có gì hết. Giờ em không theo làm xong rồi vừa rồi là có người cho tay giả chân giả này. Rồi bên Mỹ về bên này về nên nó khỏi quá trời. Có thằng nhỏ nó bị mụn, nó có cái con nào mà ca đó. Dạ. Mà nó đợi nó để cái đợi mà nó để cái đợi nằm như vậy mà nó nhắn biết như thế này nó nhắn được đó. Dạ. Biết đi là cái bản đợi nó không có không đúng. Dạ. Nhưng mà cái trang trí nó đợi nó rung khổ lắm, nó làm cái nó khó lắm chứ mà nó làm được. Dạ dạ. Chứ là phải ôm cái đợi vậy mới có thấy mà nó để gì mà nó nhắn như thấy. Dạ dạ. Mà thằng đó mà nó gặp mình chỉ trong mấy cái mấy lớn rồi muốn đợi thành đó đợi xuất sắc. Dạ. Đây nói chung là họ bị khiếm khuyết á, nhưng mà họ cũng không âm phục nhân tài luôn. Tôi dọn mấy cái đó thằng bé nó ở sau cái thằng bé mà ba nói ở sau nó đợi ngọt danh nữa. Nó mù mà mấy mù cũng giật đó mình chưa kiếm ra nha. Không nó phải mù tay hay lắm. Hôm bữa con đi dưới dưới gì ta? Ở dưới thì mà gặp anh gì đó là anh Thanh Điền hả? Mình thấy đánh bá đạo rồi. Ông đánh một cái ông đánh cái guitar, ông mù, ông cũng bị mù, ông đánh guitar, ông đánh tân nhạc, cổ nhạc, ông đánh giống như là mình nghe mà cảm giác như là có trống cái đồ đó. Anh thấy gì? Có đi có quay lại. Mà xuống dưới đó rồi cũng đi vô hẻm khóc thì nghiệp lắm. Ông vui nói chuyện vui tới là vui với người sống theo lạc quan đến là ông vậy anh vậy đạo nó vừa bài ra thích lắm không có ai khám phá rồi ông dính này giờ đây thành phan cứng.